Bạn có trang trại hay những sản phẩm nông nghiệp sạch và chất lượng mà chưa có nhiều người biết đến hay đầu ra chưa ổn định? Với thời đại công nghệ truyền thông phát triển, chúng tôi sẽ giúp bạn quảng bá những sản phẩm nông nghiệp một cách hiệu quả với chi phí rẻ nhất. Hãy liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại 0356015854. Những tình huống mà những người mới nuôi chuồn vương hay chuồn mốc cũng sẽ đều gặp phải một lần. Trong những năm trở lại đây, chăn nuôi chuồn đang dần hot và có rất nhiều bà con tìm hiểu và học hỏi để chăn nuôi loài này tại gia đình. Và đối với vật nuôi có giá trị lớn này thì bà con cần tìm hiểu và học hỏi thật kỹ về kỹ thuật chăn nuôi và làm chuồng trại kỹ lưỡng. Và sau đây là những tình huống mà bà con sẽ gặp phải khi chăn nuôi chuồn. Một là chuồn liếm lông làm rụng lông trơ ra là bệnh gì, nguyên nhân là gì và cách trị bệnh ra sao. Thứ nhất đó là trong vùng chuồn có run sán, cách trị bệnh này đó là bà con cho chuồn uống thuốc tẩy giun sán. Và thứ hai đó là chuồn bị nhiễm ký sinh trùng ghẻ, và cách chữa đó là bà con tiêm thuốc trị ký sinh trùng và ghẻ. Và lưu ý thêm cho bà con, khi bà con đang nuôi chuồn cái đang mang bầu không được tiêm, và để tốt nhất khi bà con bắt chuồn từ các trang trại về nuôi, bà con nên bảo các trang trại tiêm trước cho một mũi phòng nội ngoại ký sinh trùng để tránh về nhà mình nuôi bị hỏng giống hoặc chết sẽ không được các trang trại bảo hành về con giống. Và bà con phải chăm sóc và bổ sung các khoáng chất như vitamin cho chuồn thường xuyên và để chuồn khỏe mạnh. Hai là chuồn cái mới được 6 đến 7 tháng đã hành kinh thì có phải lên giống không, và theo 3 phút nông nghiệp tìm hiểu thì lúc này con giống của bà con sung và muốn lên giống sớm bỏ qua giai đoạn 8 tháng, nhưng bà con không nên cho chuồn nhà mình phối ngay lúc đó mà bà con nên bỏ qua giai đoạn lên giống lần 1 và chờ tới lần lên giống tiếp theo. Khi con giống cái khỏe mạnh và thường phải 8 tháng trở lên thì bà con lên giống cho cầy sẽ là tốt nhất. 3 là chuồn đã hơn 1 năm rồi mà chưa thấy lên giống và không thấy dấu hiệu lên giống. Và nguyên nhân đầu tiên đó là có thể bà con đã chọn nhầm con giống cái thành giống đực và điều đó hoàn toàn có thể xảy ra. Và nguyên nhân thứ hai đó là chuồn lên giống muộn, đến hơn 1 năm rưỡi mới lên giống. Và để chuồn lên giống đúng thời điểm thì bà con nên bổ sung các thức ăn như là đầu cổ cánh gà vịt hoặc là cá tôm cua ốc, và khi chuồn đủ chất sẽ mau lên giống hơn. 4 đó là chuồn con bị liệt hai chân sau và cách chữa ra sao. Bệnh này thì rất nhiều trang trại bị. Khi chuồn con mới sinh ra và tách mẹ được một vài ngày thì sẽ có một số con chuồn con bị liệt hai chân sau, và cách chữa đó là bà con ra hiệu thuốc thú y ở địa phương hỏi mua thuốc Vlacin chỉ với 15.000 đồng một gói 200g như trên màn hình. Và cách phòng trị như sau: đối với những con chưa bị, bà con cho chuồn ăn một tuần một lần và bà con nên trộn với chuối để cho chuồn ăn, và sau một tuần bà con sẽ thấy lông của chuồn nhà mình mượt mà hơn. Còn đối với những con chuồn con bị liệt hai chân sau rồi thì bà con cũng trộn với chuối rồi cho ăn, nhưng khác hơn đó là bà con phải cho chuồn con ra nắng sưởi ấm để mau phục hồi. Lưu ý bà con hãy cho vào lồng gà mắt lưới nhỏ và canh chuồn, tránh thất thoát ra ngoài, và chỉ trong vòng 3 đến 5 ngày là chuồn có thể đi lại được như bình thường. Và nếu bà con thấy video này hay và bổ ích thì đừng tiếc một like, một chia sẻ để cho mọi người cùng biết, và đừng quên ấn đăng ký kênh để nhận được nhiều video hay và bổ ích.